được. Và cả ba nước để giành chiến thắng thì cần phải có nhiều cái đặc điểm. Và miếng đánh chủ động đến từ ông châu UB16, mặc dù với thể hình nhỏ hơn nhưng mà hết sức sung mãn, hết sức chủ động. Tuy nhiên với thể hình của châu thì ông châu UB18 đã có những đáp trả ngay. Và sau những miếng đánh ăn miếng trả miếng thì hai ông châu vẫn tiếp tục thăm dò. Đây là một trong những cái thái độ căn bó của ông châu chọn, giống như là chúng ta đang chứng kiến ông châu UB16 của huyện Lộc Ninh. Tiếp tục là những cái chiến thuật chiến lược đấu pháp. Có lẽ rằng là năm nay các cái nghệ nhân, các cái ông chủ châu, ngoài cái việc mà tuyển chọn chăn nuôi chăm sóc bài bản ra thì có những cái chiến lược ngay từ đầu cho chú châu của mình. Để và như vậy thì ông châu UB18 đã có những tiếp tục có những miếng đánh. Tuy nhiên về phía mình thì ông châu UB16 thì đúng nhanh chóng đưa ra những cái thế thủ để giữ vững cái thế phòng thủ của mình, để không cho ông châu đối phương giành cái ưu thế. Và tiếp tục là những cái miếng đánh chủ động đến từ phía ông châu UB18. Và hình như là cũng một cái đấu pháp quan trọng chúng ta vừa được chứng kiến trong cái tháp thi đấu thứ ba. Liệu rằng ông châu UB18 có phải đang thực hiện cái chiến lược dồn ông châu UB16 vào cái góc hết sức là khó phòng thủ để giành cái thế chủ động hay không? Và như vậy thì đúng theo nhận định của chúng tôi thì đã có những cái muốn đánh chủ động và một cái chiến lược đấu qua hết sức rõ ràng. Như vậy thì chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Và những người thì chúng ta đã được chứng kiến rõ ràng là ngoài những vấn đề thể hình ra thì cái chiến thuật của các đơn vị huấn luyện viên châu chọn, đây là một những cái nhân tố có thể nói rằng năm nay chúng ta thấy rằng là một trong những nhân tố quyết định. Ông châu trải qua bốn tháp thi đấu, ông châu nào có cái đấu pháp hợp lý vừa tận dụng được cái thế chủ động, vừa giữ gìn được cái sức khỏe nhưng mà vẫn đem lại cái chiến thắng và cái mục đích cuối cùng, đó là chiến thắng trong cái các cái trận thi đấu trong cái hôm lễ hội Phật châu ở Đinh Bộc Tân Khai hàng năm. Thật ra thứ tư ông 18 tháng ông 16 mà đừng ngờ là đến lao cho ba hạt là cày sắp ra tầm tròn lao thì được để cho đi lao ở trên rồi. Vâng, như thông tin thì chúng tôi cũng xin được thông tin cũng như là chia sẻ thêm để quý vị nhân dân du khách trong và ngoài tỉnh, ngoài việc tham gia hỗ trợ châu Đình Thần Tân Khai Hớn Quản năm 2023 có thể dành chút thời gian để ghé thăm những khu vực danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Hớn Quản nói riêng. Mấy thằng này chưa rồi phòng gì. Và một trong những cái di tích hết sức là đặc biệt đó là di tích căn cứ Bộ Chỉ huy Miền Giải phóng Việt Nam Việt Nam tọa lạc tại xã Lập Thành, huyện Đồng Lũng, tỉnh Bình Phước. Nơi đây là tiền thân Sở Chỉ huy Tiền phương của chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Lâm Ninh được giải phóng và sau đó trở thành thủ phủ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Để phù hợp với tình hình mới,
có lợi cho cách mạng miền Nam, Trung ương Bộ Tư lệnh miền Nam quyết định rời căn cứ quân ủy.